nước uống collagen với tinh chất yến từ Fine Japan, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong. Giờ mình chơi nhạc rock đi. Rock hả? Ok. Yeah. Chào bà con Đồng Hương. Giờ chơi rock khoảng 2. Phải lấy kiến đeo vô đi. Kiến đeo vô nha. Rock nha. Chơi nhạc rock lâu mới có nghiệp mà. Vô. Rồi nhạc rock nha. Vô. Vô nha. Ngầu nha. Bằng nhạc đeo kiến ngầu anh. Đợi coi nha. Rồi vô. Ok. Rồi ready. Mấy má không được rồi. Mấy ông có thấy đường không? Sao tôi thấy tối quá vậy? Còn gì nữa, đeo kiến sao lại thấy đường má? Thôi tháo đi mấy ơi, vụ này đi. Không được rồi. Làm lại đã già rồi còn ta không thấy đường rồi mà còn chơi đố kiến đen. Lâu định thấy Sơn đứng ngoài kia mỉm mỉm cười kìa. Lâu định đeo kiến đen giật le mà kỳ quá. Không được đâu. Ok, thôi bây giờ làm thiệt đi. Mặt trời đen quá đen, đen như đời ta. Hằng mong thoát ly thấy khung trời xa, cuộc đời như chó hoang lang thang về đêm, cuộc tình không mấy khi nghe câu dịu êm. Mặt trời không muốn sáng soi cho ta thấy nắng lên trong đêm dài cho đời ta. Mất khi còn thơ, chỉ còn hiu hắt trên đôi môi ửng hờ. Từng niềm tin vỡ tan bước xa mộng mơ. Mặt trời đen vẫn xuống bóng đêm nhờ nhớ. Nụ cười chưa vang tiếng sao như nước nắng thấm lên đôi.
Yeah. Con nhà của anh hay quá, đen. Quá bốc luôn. Mặt trời đen của Nguyễn Trung Cang và bài Không của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính với một tiếng hát gọi là nảy lửa. Quá đã, quá đã. Ca sĩ Thế Sơn. Thế Sơn xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả của channel Motif Music Group và xin mến chào các anh em ban nhạc. Hey, hello. Hô lê. Anh Sơn, trong cái thời gian qua thì anh có cơ hội sinh hoạt âm nhạc tiếp hay không? Thời gian qua thì ai cũng đều phải ngưng hết. Yeah. Mọi người đều phải sống chậm lại và coi như là Thế Sơn thì cũng có thâu một số bài bài riêng cho mình á, rồi upload lên cái channel YouTube của Thế Sơn. Oh yeah. 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 Nhưng mà có chủ đề gì không, cái channel của chỉ là Thế Sơn Music, tức là chuyên về âm nhạc. Thì Sơn hát những bài Sơn thích thôi, từ những cái bài nhạc Pháp thời xưa, rồi những cái bài nhạc top hits bên Việt Nam hiện giờ, cũng như những bài nhạc nhạc vàng trước 75, là những cái bài mình thích. Thế Sơn, sau hai anh em mình gắn liền nhau quá ha. Nè, từ Trúc Sinh thì ở viên. Trường nhạc thì học kèn oboe, nhưng mà qua đây thì từ sau đó thì chuyển qua keyboard rồi piano, rồi giờ hòa âm rồi sáng rồi, tác. Học trong trường cũng gặp nhau, rồi đi ra ngoài chơi club vũ trường, chúng mình cũng chơi chung với nhau, rồi qua đây rồi cũng lại giờ lại ngồi chơi chung với nhau. Cái đó chắc tại vì cái chữ TS á. Thế Sơn Trúc Sinh TS TS chơi nhiều khi sinh cả. Quỷ sứ rất dễ sợ. TS TS. Ok rồi, cảm ơn Thế Sơn nhiều. Thank you Văn Nhạc. Rồi bây giờ tới bài gì đây? Cái bài này là hồi em nhớ hồi mà còn nhỏ, khi mà còn xem anh hát trên những cái cuốn băng hoặc là nghe đĩa của anh á, thì đây là một trong những bài mà em rất thích. Thì hồi nãy em kêu có khán giả yêu cầu, mà thực sự khán giả đó là em. Anh Sơn anh nói khán giả nào đưa anh coi. Không, khán giả biết ngay mà. Khán giả đó là em. Thật sự thì cái bài này đó nó hơi rock một chút xíu, hòa âm hơi rock một chút xíu. Yeah. Và anh em ban nhạc cũng biết và quý vị cũng biết là khán giả Việt Nam mình á thì đa số thích nhạc bolero hay nhạc trữ tình. Yeah. Nó mượt mà. Chứ còn nhạc rock thì cái số lượng mà fan, số lượng khán giả mà nghe nhạc rock á của người Việt Nam mình nó giới hạn lắm. Yeah. Nó không có được ấy, nhưng mà thôi Quốc Khanh yêu cầu thì anh sẽ chiều thôi. Vậy đổi bài này qua bolero nha. Bài này qua bolero để Quốc Khanh hát luôn. Ok rồi, chiều hoang rồi. Chiều đây thì xin mời quý vị thưởng thức lại một bài hát nổi tiếng cũng đã lâu rồi, mà Thế Sơn cũng đã hát trên video rồi, lâu lắm, trên 20 năm. Đó là bài Chiều Hoang của cố nhạc sĩ Khánh Băng. Hoang vắng chỉ mình tôi tìm đến thăm người yêu, người em gái nơi thành đô. Tôi người trai sóng gió tìm em, dù đồi cao dù bão bùng dù sông dài ngăn cách nhau. Rồi anh với em gặp nhau đây, ngày xưa ấy. Nhưng có
nói nên lời. Anh như làn mây chiều đến đây rồi trong phút giây. Hẹn một ngày mai đâu có xa, đất nước thanh bình anh trở về. Một người em gái đừng nhìn theo, nhìn theo lòng bồi hồi đường thiên lý xa mờ xa. Anh còn đi mãi mãi mãi, còn đi vì ngày mai, còn đi hoài, còn đi hoài em ơi. Gặp nhau đây bao bao nhiêu ân tình, tình ngày xưa, ngày xưa ấy. Nhưng câu thề ước còn say, có chi bằng mối tình ban đầu em ơi. Em gái đừng nhìn theo lòng bồi hồi đường thiên lý xa mờ xa. Tôi còn đi mãi mãi mãi, còn đi vì ngày mai, còn đi hoài em ơi. Anh còn đi mãi mãi, còn đi vì ngày mai. Mới chơi được nhạc rock. Cái này chỉ mới là soft rock thôi. Wow, ghê chưa, mới là soft rock thôi đó. Nhưng mà bạn nhạc chơi quá hay. Thì tới là heavy metal đó nha. Thì Trúc Sinh cũng như anh em là như nãy Quốc Khanh đó, đề xướng cái gọi là anh em mình trao đổi với nhau về vấn đề mà làm việc á, mình nương trợ với nhau. Đối với Trúc Sinh bây giờ á, tất cả những ca sĩ, nhạc sĩ và những gì á, mình nên nương trợ với nhau để mình đem lại những cái âm nhạc cho quý khán giả bằng cách gì. Ví dụ như là MMG có cái phòng thâu và có band, thì Sơn cứ ok anytime cứ nói ơi Sơn tôi muốn hát bài này, anh em mình bữa nào thâu với tôi được không, anytime, ok, thank you, yes, anytime man. Yeah. Và xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ suốt trong thời gian qua. Những chương trình âm nhạc đời sống mà quý vị đã xem qua Zelle Venmo cũng như là PayPal, hoặc là nhiều khán giả gửi check về tới tận phòng thu. Quý vị nhớ để lại email và một bài hát nào đó quý vị thích nhất trong chương trình. Thí dụ như là của anh Sơn thì quý vị có thể là Mặt Trời Đen, yeah, hay là Chị Hoang. Để lại cái email và cái bài hát và cái tên ca sĩ mà quý vị yêu thích. Trong chương trình âm nhạc về đời sống thì chúng tôi sẽ gửi cái original audio file qua email của quý vị để giữ làm kỷ niệm và nghe trong xe và nghe trên những cái dàn loa ở nhà của quý vị thì nó sẽ hay hơn là quý vị nghe trên YouTube. Wow. Thank you. Wow. Yes. Ok, thì bài kế tiếp là Chuyện Tình Đã Qua, nhạc ngoại quốc.
được dịch bởi Khúc Lan. Dạ. Cách xa chuyện yêu đương nào rồi cũng qua, cho anh quên đi bao câu ân ái mặn nồng với biết bao kỷ niệm thật đắng cay. Chuyện tình một ngày rồi cũng qua, em ơi biết không, nơi đây anh vẫn đợi chờ, vẫn giữ mãi nụ cười trên phim tờ. Em ơi có hay công viên thu lá bay, chuyện tình ngọt ngào sao đã thay, nhưng anh vẫn yêu, yêu em như mới ngày nào, sẽ giữ tình yêu trên đôi môi không phai màu. Ngày mai em đi mang hết cung trời mong thắm, còn không em ơi những câu hẹn hò thơ ấu. Giọt mưa rơi trên ân tình này đã xa xăm, nguyện sẽ giữ cho đêm nay mênh mông trăng rằm. La 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 la. Cuộc tình này xin ngàn năm dài lâu bên nhau. Quá đã. Ok, đây là những cái comment rất ư là dễ thương mà quý vị sẽ gọi là cười. Câu số 1 là thấy anh danh gì? Thấy anh danh. Thế anh đánh trống. Oh. Trời, thấy được không ba? Để một kiến đèn vô đi. Muốn có cái xúc ra nào có dấu không? Chơi lại nha. Ôi ba một lần. Thấy anh đánh trống, đeo headphone bự bự, đẹp đẹp. Là hiểu gì vậy ta? Hiểu gì kìa anh? Đang coi. Tại sao đọc luôn à? Thưa quý vị là thực sự không biết hiệu gì, cái hiệu nó mờ quá rồi. Tôi không biết hiệu gì luôn. Nhưng mà dám chắc là quý vị kiếm trong shopping center chắc không có đâu. Và cái headphone này bự thiệt cái chứ. Dạ, không có đâu. Tại vì tôi hồi đó tôi mua chờ trời á. Dạ, cho nên là quý vị kiếm không có đâu. Dạ, mà nhưng mà nếu quý vị nào cần thì inbox tôi thì có gì rồi tôi nhường lại nha. Cảm ơn quý vị. Quảng cáo là bán liền nha. Có gì hỏi tới cái bán liền. Đúng là bán nha. Bữa nào hỏi anh đánh trống bán không, anh bán anh luôn đó. Mà tôi thấy cái headphone của Ô Minh Kiệt cũng bự lắm. Không vừa đâu nha. Câu thứ hai là cũng hay rồi nha. Xem tập 10 của Quốc Khanh và Hoàng Thục Linh, thấy hai anh chị hạnh phúc quá. Không biết anh Quốc Khanh có bị bí quyết gì không à? Có bị gì không hả? bí quyết. Bí quyết hả? À. Thì này chắc cũng trẻ tuổi hơn Quốc Khanh gửi vào cái comment này. Thì để gửi cái bạn trẻ này. Thật sự ra cái này cũng dễ nhưng mà cũng khó lắm. Trước khi cưới vợ thì Khanh có về nhà, Khanh nói chuyện với bố. Là nói bố ơi, chắc con sắp cưới vợ rồi. Thì tự nhiên ông không nói gì hết, cái đi vô phòng luôn. Thế rồi cái nguyên một ngày mình cưới vợ mà sao mà kỳ ta. Cái xong ngủ đêm ngủ cũng được, mà sáng sớm ra cái vừa sáng sớm là mình me ok rồi. Phải ra hỏi lại cho ra lẽ chứ, cái vừa gặp cái ông tán cái bóp. Xin lỗi mày. Xin lỗi bố ngay. Xin lỗi. Con có làm gì đâu, xin lỗi bố. Xin lỗi ngay, xin lỗi. Mà con đâu có làm gì đâu, con xin lỗi bố. Giờ tao nói có xin lỗi không? Thì mình thấy cằn quá rồi. Dạ, con xin lỗi bố. Giờ vừa nói xong đấy, không có lỗi gì mà cũng biết xin lỗi, cứ vợ được rồi đó con. Thì cứ vậy mà sống thôi. Cái này thấm. Hay. Hay. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cứ vậy mà sống thôi, cho tới bây giờ luôn. Đúng rồi. Đúng, người ta nói là một câu nhịn bằng 9 câu nhục á. Câu nhịn bằng 9 câu nhục.
Ok. Chơi nhạc tiếp đi. Rồi. Và sau đây để tiếp tục chương trình âm nhạc và đời sống, Thế Sơn xin mời quý vị thưởng thức lại một bài hát rất nổi tiếng của hai nhạc sĩ gạo cội, đó là Ngọc Chánh và Phạm Duy. Bài hát Vết Thu Hằng Trên Lưng Ngựa Hoang. Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời. Ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông, vì trên lưng công hoan những vết roi vẫn in hằn. Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình, ân tình mở cửa ra với mình. Ngựa hoang bỗng thấy mơ để quên những vết thù. Xin cảm ơn tất cả quý vị và một tràng pháo tay thật lớn nữa cho anh Thế Sơn. Yeah. Cảm ơn quý vị, một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc MMG. Thank you anh Sơn, thank you anh Sơn. Quá đã. Quý vị nhớ subscribe vào channel của MMG để theo dõi những chương trình kế tiếp, cũng như là ghé qua channel của anh Thế Sơn, Thế Sơn Music, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, Thế Sơn Music, và xem những sinh hoạt của anh Thế Sơn. Sau này thì hy vọng là MMG có cơ hội làm việc chung với anh Thế Sơn trong một vài project nào đó trên channel của anh, đúng không anh? Cảm ơn Quốc Khánh rất nhiều, cảm ơn ban nhạc. Và cũng xin tạm biệt quý vị khán thính giả của MMG.
tại đây và hy vọng sẽ có dịp tái ngộ trong tương lai. Quý vị vào www.findjapanusa.com. Quý vị gọi vào ở số là 888-808-0168 để tìm hiểu và đặt mua những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Hiện tại đang có promotion là mua 2 tặng 1. Và nếu quý vị nhắc đến chương trình âm nhạc và đời sống, nhắc thêm Thế Sơn luôn, thì sẽ được thêm 10% off nữa. Quá sang luôn. Thank you. Xin cảm ơn Fine Japan. Và quý vị nhớ subscribe vào channel của MMG cũng như là channel của anh Thế Sơn nhé. Let us know that you guys are watching us. Thank you. Thank you. Cảm ơn.